Ho nôn ruột nôn gan tên cả nhà. Ủa hai lưỡi hái làm gì mà thấy dừa hay bắp chuối à. Chào cả nhà đang xem video của mình nha. Nhìn cả nhà cái hoa lan này sơ không mà xung nó chê nè, nó bỏ rồi. Sơ không luôn á, không có ăn được gì luôn á. 15-16 ngàn ký vậy nè. Cái củ khoai nó có chút xíu vậy nè, bự hơn cả cái mình chút. Nó nhỏ mà già hát. Chắc là khó quẹt rồi. Chay nước tương thấy làm cái nước sốt thấy ngon. Ớt tỏi hành ngon quá trời. Thơm với mùi nước tương dễ sợ. Có đường không? Đường một ngọt hả? Có hạt mềm không? Chay phải coi hay có hạt mềm không? Tí chút chứ mặn là đặc biệt là nước tương không chứ không có nước mắm chay vậy chứ đúng không? Mắm chay cũng được không? Có muối ớt nữa ăn cháo trắng kho quẹt chay dễ cảm nha cả nhà. Mấy cái kho quẹt đơn giản chứ nhiều khi con tính không có quay nha cả nhà. Mẹ nói kho quẹt quay ta cười sao. Nhưng mà thì cả nhà con thấy video của con đăng mấy cái kho quẹt á thì chính mình thấy view cũng được được á cả nhà. À, cũng có khán giả vô đăng ký nữa cả nhà, cho nên con thấy mình quay cuộc sống thường ngày mình ăn gì mình quay thấy cũng thú vị á cả nhà. Chụp tư vô nè. Đó mà cái ăn chú Tám bắt lắm ạ. Đây là cái cửa sổ cái nhà bếp mà mẹ ngân gàn dây nè, có mấy con mèo hoang á cả nhà, làm bữa nào nó cũng làm gần gần hết thôi. Nó mèo hoang tính ra nó dạng mới đúng chứ sao nó nhát ra nó thấy mặt con một cái hay rồi nó chạy, trời ơi nó chạy như là con sóc, chạy ghê lắm. Mấy con mèo mà tối nó ngồi ở trước rồi nó chạy nó chạy ở trước, nó thấy nó vừa thấy mặt con cái đầu nó chạy ra, chạy thấy kinh khủng lắm, giống như ai dí như vậy. Chó nó nằm trong nguồn nó dậy rồi. Nãy giờ nó chưa có kho quẹt bằng nước tương, có nước mắm còn nước tương ăn cực kỳ ngon đó. Bữa trước nó không nói mẹ ăn kho ngon, ăn ngon lành thơm quá. Thơm với mùi ngọt hay là như có bỏ ngọt không ạ? Thơm mấy mấy hai ba lá ngọt tôi tải. Ô cha, tính ra cái lỗ mũi con còn đánh mùi hay dữ dữ dằn dữ dằn. Cả nhà thấy thấy mũi gần đánh mũi, ủa đánh hơi hay ghê không? Là kêu là khú giác hả? Lỗ mũi là khú giác, còn lỗ tai là thính giác, còn miệng của mình là vị giác. Nó sệt sệt vậy đấy, cái hồi cái nó còn cái độ nóng ở trong cái chảo á là nó kẹo lại, là nó sắc lại, nó khắn lại là vừa. Với cái bếp ga nó còn độ nóng. Bảo đảm là nó bay đi, cái mùi nó bay đi khắp sớm luôn. Mình không quẹt mà biết chứ. Nói cháo trắng như chứ trên phố người ta thiết kế ăn với hộp vịt muối rồi có dưa mắm rồi cả nhà. Người ta bán một phần á, mắc còn hơn là cháo lòng của mình luôn á. Có khi 20-30 ngàn, tùy theo mình mua 30-40 ngàn cũng có nữa. Mình mua cá kho khô tiêu hay là khô này khô kia rồi mắc lắm á. Cái ấm nó là chắc hơn cái bình thủy đúng không mà? Ha. Không, bình thủy đủ lương chút xíu. Vậy là cái ấm này có 3 lít hả? À, vậy mà còn bữa giờ con tưởng nó 5 lít. Không, không biết làm sao, không biết nói 5 lít hay là thì nói 5 lít á mà. Cái bình thủy hô 3 lít. 100 đầy rồi mà dư được 1 lít á. Không biết là 4 lít à. Có 4 lít à. Đúng rồi, 5 lít không tới.
4 lít rưỡi. Nó nói cái gì cũng vậy chứ đâu có cái nào đủ. Ăn cháo rắn kho quẹt với mẹ nè. Nghe. Ăn chơi cho biết con. Ăn chơi cho biết đặc sản quê miền Tây. Đặc sản nhà nghèo, cháo trắng kho quẹt. Đặc sản nhà nghèo nha cả nhà. Buổi sáng nông thôn miền Tây không có gì ăn hết trơn. Ra vậy vậy con, vậy ăn chơi, ăn cho biết. Không ăn nhiều được thì ăn ít. Mình ăn để cho mình biết. Biết cái kho quẹt nó ngon cỡ nào. Có mà. Tại chút sữa nóng uống thèm. Thèm nữa. Vậy thử đi nghe. Thử đi, ăn thử lần đi rồi có thưởng. Thưởng thiệt luôn á, mẹ không có nói đùa. Nó nói không cần thưởng. Bưng qua đây luôn ạ. Tự nhiên bưng cái bàn, bưng cái nồi. Tự nhiên bưng cái bàn qua đây. Bưng cái nồi, bưng cái bàn. Cái nồi cháo. Cháo để mình không ướt. Để cái nồi nghe nó bích chịch. Nóng dữ. Có thêm cái cá tra nè cả nhà, cá tra kho lạc nhà qua ăn cơm còn á, cái đầu cá với cái bụng cá lấy ra ăn cho nó có mồi màng, dít dít đồ ăn là giống như nhậu mà phải có mồi vậy đó. Vậy ớt hiểm vậy ăn đi rồi mày thưởng cho ly sữa đá. Không cần hả? Cần thôi. Thôi cảm ơn. Cảm ơn bạn nha. Chúc bạn một buổi sáng vui vẻ nha. Chúc bạn ngủ ngon nha. À, chúc nước ấm, chúc nước sôi đi. À, ý nha, à, chúc nước sôi với phải chúc nước lạnh đi. Thôi uống không lửa chết luôn. Đang thèm nữa. Đây, cái này cũng mới sớt ra nóng như chết. Thằng cháu nóng luôn chứ. Tới nóng luôn. Rồi. Mấy củ khoai nè cả nhà thấy không? Lấy ra con bỏ chứ không ăn đâu, bỏ đó. À, nó sơ không vậy đó. Mà cả nhà ăn sáng nha nha. Cháo trắng kho quẹt. Kho quẹt là kho bằng nước tương chứ không phải nước mắm. Rồi nên là cá tra kho lạc. À, cái bụng cá với cái đầu cá lấy ra ăn chung với cháo luôn. Mình dứt cái thịt mình ăn. Cái nước á thì ăn nó với cháo thì nó không có hợp. Mà chan vô nước cháo ăn thử đi, họ chan thử có ngon không? Mà cả nhà ăn sáng với con nha. Nước tương ngon. Ăn thử đi, ăn như thế ngon. Giờ đi trả gặp cưới. Con vịt à Ngọc? Ra coi con vịt luôn nè. Nó phẹt à. Nó lì một cái. Cái gì nó lì giống đứa nào? Nó lì gan vậy. Thì số 1 cũng có số 2. Ra con. Trời ơi nó ngon. Trời ơi nó cay đã. Cay lắm chứ. Không cay là nó ngon. Đúng rồi. Tiêu ớt rồi cay. Chứ giờ ăn không có cái gì mà không cay nữa rồi ăn cái gì. Nhớ cái vị nước tương không mà nó có ngon. Mà phải có cái này cái kia hành hẹ gì đó. Gia vị rồi vô. Đúng rồi nè. Cho nhà ăn chay bỏ đậu hũ vô kho chung. Nói vậy cực kỳ ngon. Mua con cá bóng chay á kho kiểu gì nè, ngon ngon lắm, cực kỳ ngon luôn. Có cá bóng chay mày. Ừ, nó có mua bạn cá bóng chay mà người ta làm y chang như làm cái sườn non chay mà nó làm thành cái con như yên cá bóng dài dài như bạn ngón tay út mình là bắp chuối á làm không phải
đúng không chai người ta làm sẵn gói đóng gói thì mình kho vậy nè, chứ không phải là bắp chuối. Thấy bắp chuối chiên á, làm bắp chuối chiên vậy, bắp chuối chiên á thì ngào ngào vậy đó rồi không biết, nhưng mà cái con cá bóng chay á là nó nói tao biết rồi, mình ăn nó giống như là sườn non chay y chang vậy đó, mà ta làm thành con con hình con cá bóng, mình kho nước tương vậy nè ăn ngon á, kho vậy ăn ngon, có đi chợ búa gì. Có gì ăn mấy khô quẹt, lá khô quẹt rồi còn thì đã nói là ăn nè, không có gì ăn nghèo, lấy gì? Không có gì ăn rồi đi mua ở đó, cái bóng có biết gì nữa, à, đồ chai nó mắc cũng chết, ở nhà ăn bún cá. Mấy muỗng riêng quẹt vô đi hồi ăn cơm mất công. Ăn cơm không? Lạc, mẹ tao ăn chay. Ủa vậy hả? Nhỏ này tên. Bữa nay ăn lạc hả? Bữa nay biết tưởng đâu là ý là ăn mặn, ăn chay. Ủa ăn vậy hả? Thôi chay. Tao ăn mặn không ăn. Vậy lấy cho con riêng cái muỗng, biết không? Ủa bữa nay ngày mấy mà ăn chay rồi? Hết nhớ ngày tháng. Bỏ đậu hũ vô khơm ăn với hôm bỏ sụn non dây chay vô ăn cho có, chứ mà ăn vậy không chịu sốt ruột sao chịu nổi, có còn miếng kia mà để ăn ấy chứ cô ăn cứng nhắc không ngon. Cái đòn chả bỏ chả vô để ra nó mềm mềm mà bỏ vô sắc cho hụt lụ á, mà nó cứng quá không ngon, thà để ngoài mày ăn chấm mà luộc nữa mày đụng với nhau chai lụa chai bỏ vô đây kho không ngon nhắc hà mặn, chẳng thà tàu hũ là cá bóng mày kho là đúng rồi, nó mới cái đúng cái tại vì mình không có mình nói vậy với là để ngoài ăn lấy đỡ để ngoài chấm cha ủa ấy gì đó ăn chứ không có nhắc không có làm rồi ăn thử rồi mà nó cứng quá không nhờ là nhiêu đây không? Ngày nay con sống đủ rồi nè, khỏi làm chứ cho nó cực. Nhiều cá thì ăn được rồi. Hồng thì thiếu thiếu chiều con tôm chiên cá khô. Tôm. Thiếu rồi chiều chiên khô có một tông ăn được. Thôi cho ăn cho đã rồi. Nó sủa. Thôi là ăn đồ nóng rồi, cháo nóng. Cháo nóng, canh nóng. Ngon. Thơm ngòi vậy sao? Có ngòi vô kho cũng ngon. Tiêu nhất là kho này là có tiêu, không có tiêu là thiếu sót dữ lắm. Cháo con miếng chút đúng rồi. Mẹ mà lỡ xong mà trong cái clip này xong rồi mày làm cho con luôn nha. Để chút được không hay là làm liền? Thôi đây mày tắt video ở đây đi rồi mình làm cho con ha. Kho này có ngò, nếu không ngò sắc cho ba cái dao găm ra thiệt nhuyễn. Mày kho đi. Nó cũng khô nhỉ. Dao găm kho tiêu, cá kẹo kho tiêu á. Bỏ dao găm vô. Cũng ngon cực kỳ. Ừ, mình kho tiêu kho tiêu bỏ dao găm vô ngon lắm á. Ừ. Ngò với dao găm. Nó thơm. Đúng rồi. Hành thì có thì đúng ăn, nhưng mà hoài, ăn hành hoài không thơm, nó không có mùi là ấy. Nó ngọt thôi chứ nó không thơm. Nó phải có ngọt mùi dâu găm lạ cho ngon. Ăn được bắt ha. Ăn miếng cá nữa thì ngưng video nha cả nhà. Ngon quá. Vậy chứ ngon ghê. Đặc sản nhà nghèo cả nhà, cháo trắng khô quẹt, uống miếng sữa cả nhà, mà đang nhậu uống sữa với nhau nha, uống miếng sữa, ăn sáng xong uống thuốc, khô quẹt nấu một chua chay ăn, nấu một chua chay với miếng chả chả lụa cháy á, gì cũng được, muốn tô, mà canh chua chay là còn khoái nhất là gì phải không? Nấu khóm cà chua giá với tàu hũ xù nó mềm món đó dữ lắm, là nó ăn tàu hũ nó ăn mua hết nhiều miếng tàu hũ nó cũng ăn hết nó phải ăn món đó nấu hay gì cả nhà, nhưng mà gai á ớt nấu vậy đó
mà nó phái ăn cực kỳ ngon. Tại vì giống mà cả nhà cũng biết là mình đi quán gì rồi ta nấu canh chua chay mà tàu hũ á, mà cái vị nó chua chua ngọt ngọt vậy đó, ăn nó thơm. Tàu hũ ăn nó mềm mềm á, cái vỏ ngoài giòn giòn thơm thơm béo béo gì, ở trong béo béo mềm mềm vậy đó. Đi nấu cháo cho bé Xu chứ, còn còn miếng cháo này chút ăn hết luôn. Nên bỏ gối ra vậy vô nha. Ăn cháo mà không có gói gia vị thì thành ăn cái gì, giống như hút nước cơm. Xu nó chịu ăn cháo gói, nó phải ăn cháo gói. Mà có ăn một chút mà họ con ngán muốn chết luôn. Lâu lâu ăn chứ ăn gà. Ngán thế là. Chứ ăn cái gì vậy? Ăn hoài ăn gì nữa. Thử đi, nó phải ăn một cho nó ăn. Mỗi ngày cháo gói lên ăn. Vậy vậy ăn nổi không? Tiếng khoái vậy chứ ăn. Ăn rồi cũng không ngán. Nói chung là rồi ăn. Được. Chú nó chịu ăn vừa vừa cái nước vậy đó, chứ nó không có chịu nấu lỏng lẹt. Ngon thì ngon, chịu ăn lỏng lỏng. Ủa mày coi chưa, tao quên nó dẹp tợ cái cùng. Còn miếng, còn miếng hết. Nó ăn gì nè, ăn sợ sợ vậy nè, nó múc nó ăn gì nè. Ngon vậy là ngon, ăn không có nổi vậy. Ngon thấy ừ, cắn thà lắm. Giống như ăn bột gì, bột em bé vậy. Vậy mà nó khoái. Nổi vậy đó. Này mà có thêm xúc xích chả lụa vô nữa là nó mê luôn. Sao cái mũ rồi đổi muỗng hay chưa, nó thấy ngân nói mà nó không có ưa cái muỗng này, nó mê cái muỗng kia đó. Rồi bưng đi con, cho con á. Nóng không? Cưng quá à, sao? Thôi kệ đi, con không có không sao. Mới vừa ăn cháo xong rồi cả nhà, có một ly nước lá vú sữa mẹ nấu uống mỗi ngày. Nước sữa này mẹ bị ăn bị bao tử, mẹ uống nó cũng cũng chịu á cả nhà, ăn cũng được, ăn uống cũng được. Không biết bao tử hay đường ruột vậy, nó không ngon rành mà mẹ hay yếu bao tử đó. Nói chung là ăn kén ăn cái bao tử nó kén đồ ăn lắm. Hồi quá cả nhà nhờ uống thuốc. Không biết uống thuốc nào với thuốc tây nó có sao không? Giống như là canh gao với gì, giống như canh vú sữa. Trời ơi, ho cái mà cứ nói chuyện rồi. Con mua 3 ngày thuốc, 50 ngàn thuốc ở cả nhà 3 ngày. Uống được ngày rưỡi rồi, còn ngày rưỡi nữa nè. Sao ho quá trời, nó cũng chưa có chịu thuốc gì cho mấy biết. Giảm nhưng cũng không được một phần hai phần là dữ lắm vậy đó. Mà sao thấy nó ho quá trời, hình như là cũng không giảm luôn nữa vậy. Đây uống thuốc này mới nhớ à cả nhà, nhớ hồi xưa hồi nhỏ cả nhà con sợ uống thuốc dữ lắm luôn á, hồi nhỏ á. Rồi hồi đó mà đi ra đái cả nhà, cái con bệnh á, cái cha mẹ mua thuốc á kêu con uống á, kịp biết sao cả nhà. Cái con lén ngân lén thì ngân lấy viên thuốc dục xuống sông cả nhà, lòn lòn vô cái mui ghe đó đi ra đái, núp núp trong mui. Núp núp trong mùi gà, bắt đầu cái dục viên thuốc xong hỏi uống chưa, con uống chưa, con uống rồi. Mai kìa. Mà đã sợ uống thuốc dữ lắm. Rồi con chết rồi. Đi ra đái mà cái ghe cũng nhỏ xíu rồi cả nhà. Mà nó lắc chứ. Nói chung là hồi nhỏ mà đã có ghe bự, đi ra đái cũng ghe vừa vừa mà có cái mui. Cái mui cong vậy nè, mui bằng tre. Ngồi trong mui á. Rồi hỏi con uống thuốc chưa, con uống rồi mà nhức nhát ở chỗ mà ở chỗ mà cái kẹt trống trống lòn lòn vô cái vách, nó vách mui á rồi. Dục xuống sông. Mắc cười chết. Này uống lần 6 viên vậy nè. Quá dữ. Tức quá, nước nóng quá, mày thử mà. Phải quên ha, nóng quá. Trời trời. Ai. Chút xíu nữa mấy cái viên thuốc nó nhả ra hết rồi. Không có nước uống vô nó ngậm vô nó đắng nó khó chịu á. Cơm chú cũng lần á. Đó hai chú cháu ở chung á, thằng Ngân hay vô nhà ông Út chơi á, hai chú cháu hay chơi chung á. Trời ơi, ổng uống thuốc cũng phải uống thuốc, mắc cuộn chết luôn, dễ uống thuốc á. Có ngày ông đi kiếm thuốc cũng uống á cả nhà, không bệnh cũng đi kiếm thuốc uống nữa. Cái ở nhà mà ai mà có thuốc uống là giấu ta, giấu ổng không dám để ngoài sợ ổng lấy không uống bậy. Cái bữa ổng lén lén ổng đi kiếm thuốc cũng uống hay ổng kiếm túng cái hũ thuốc ngủ của ai không biết nữa để ngủ.
uống ngủ từ sáng tới tối luôn á cả nhà. Rồi đọc coi, con nhớ nhiều kỷ niệm dễ sợ luôn. Ngân thì Ngân sợ uống, nhờ sợ uống thuốc, còn ổng thì ông thấy uống thuốc, đó ngày ông đi kiếm thuốc. Kiếm thuốc, ông thấy thuốc là ông kiếm, ông uống, mắc cười ông chết luôn. Lấy uống, cười thiệt, nghĩ nhiều kỷ niệm dễ sợ luôn.